Còn tại Hà Nam, cơ quan chức năng tỉnh này liên tiếp phát hiện xử lý hàng loạt vụ mua bán vận chuyển tàng trữ pháo trái phép. Đã chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi sau đây. Đây là đối tượng Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 2003, và Hoàng Quang Huy, sinh năm 2002, cùng trú tỉnh Hòa Bình. Vừa bị công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang vận chuyển trái phép 8 giàn pháo nổ, tổng trọng lượng 18kg trên địa bàn huyện Lý Nhân. Trước đó, ngày 24 tháng 12 năm 2021, cũng tại tỉnh Hà Nam, lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Nam, sinh năm 2003, trú huyện Thanh Liêm, đang tàng trữ 5 hộp pháo có tổng trọng lượng 7,3kg. Do bản tính ham chơi, tôi mua pháo của đối tượng trên mạng về mục đích chơi Tết, mua hộp pháo 5 hộp, mua hộp trị giá 1 triệu đồng, tổng là 5 triệu. Với quyết tâm đảm bảo an toàn cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022 sắp tới, thì lực lượng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy gọi Thanh Liêm đã triển khai lực lượng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn kịp thời các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép pháo nổ. Các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo phần lớn không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu là thanh thiếu niên. Chỉ trong 15 ngày ra quân, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã phát hiện 14 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển, đốt pháo trái phép, thu giữ gần 80 kg pháo. Thời gian qua thì công an huyện đã chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần thực hiện nghiêm chỉnh cái nghị định 137 của chính phủ thì không tổ chức mua bán, tàng trữ và vận chuyển pháo trái phép cũng như là đốt pháo trái phép. Đồng thời thì đã tăng cường công tác quản lý và nắm tình hình địa bàn để chủ động đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia, phát hiện tố giác những trường hợp sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép nhằm đảm bảo một mùa xuân an toàn, bình yên.